Chào mừng quý sinh viên. Chào quý vị, các bạn trở lại lớp học Hebrew. Bữa nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học qua chương thứ tư. Chữ này là Baruch Haba Haba Talmudim là Baruch. Baruch haba đó là chào mừng. Cái này là blessing who come. Những người đến. Talmudim là những học sinh. Chào mừng quý sinh viên, quý học sinh. Chúng ta tiếp tục học văn phạm căn bản Hebrew. Bữa nay chúng ta sẽ học chương thứ 9. Ôn lại những gì chúng ta đã học trong cái lớp vừa rồi. Thì chúng ta học về danh từ. Danh từ của tiếng Hebrew thì chúng ta thì thấy có hai cái danh từ giống đực và giống cái. Trong tiếng Hebrew nó không có giống trung. Một là đực, hai là cái. Và trong cái dạng để mình nhận dạng ra cái danh từ đó là số ít và giống đực, thì chúng ta thấy như ở trên đây thì nó là cái dạng không có cái gì mà cho chúng ta nhận dạng ra, tức là bình thường một cái chữ đó thì nó chữ chữ gì cũng được, thì nó không có cái đuôi dạng gì hoặc là cái đầu dạng gì. Nhưng mà giống cái đó thì chúng ta thấy giống cái số ít đó, thì chúng ta thấy hay có cái dạng này, tức là kamatshe. Thì phần lớn thì chúng ta thấy cái danh từ mà có kamatshe đó là số ít giống cái, còn cái danh từ bất cứ danh từ nào khác không có cái đuôi dạng gì hết, đó là giống đực số ít. Trong trường hợp này là chữ sus nghĩa là con ngựa, và con ngựa này là con ngựa đực. Và cái chữ Torah là luật pháp. Có những cái từ tiếng Hebrew xác định cái từ đó là giống cái hay là giống đực từ xưa tới nay, cho nên ban đầu những người tổ tiên của người Hebrew đó nói là luật pháp á, là giống cái số ít á, thì từ đó về sau cái này là số ít. Nhưng mà cũng có cái dạng danh từ giống cái số ít, và có khi cái vật đó hay là cái danh từ đó cũng là giống đực số ít. Như trường hợp đó thì ít, phần lớn thì chúng ta nhận dạng ra cái kamatshe là số ít trong cái. Ok. Rồi khi mà số ít giống đực đó, nếu mà thêm số nhiều đó, giống như trường hợp mà thí dụ tiếng Anh đó, mình thêm thí dụ như giờ mình nói chữ cat, cat là con mèo ha. Nếu mà mình muốn nó là nhiều nhiều con mèo đó thì mình thêm chữ S vô, phải không? Nó thành mèo. Còn tiếng Hebrew cũng vậy. Tiếng Hebrew đó là khi mà mình muốn cái số nhiều của chữ con ngựa này đó thì mình thêm hiệu yod và mem sulfit đây. Here it yod and mem sulfit số nhiều giống đực ha. Mình thấy cái dạng đó. Cũng có một số danh từ chúng ta thấy là đôi. Thí dụ như trong cơ thể của chúng ta đó là đôi môi, đôi mắt, đôi lỗ tai, đôi chân, đôi tay. Thì chúng ta nếu mà đôi đó
thì là nó có cái dạng này cộng ở phía sau. Thí dụ như con ngựa, nếu mà nói một cặp ngựa đó thì chữ sus này cộng với lại cái chữ cuối, cái phụ âm cuối cùng đó là patak, rồi yod, rồi hirik, rồi mem sofit. Đó là đôi. Ok, đó là giống mình đang nói về giống đực. Còn giống cái thì sao? Giống cái như hồi nãy tôi nói đó, cái dạng của nó là kamatse, phần lớn là như vậy. Cho nên thí dụ đây là luật pháp, chữ luật pháp là Torah. Giả sử như con ngựa đó muốn muốn mình muốn là con ngựa cái thì sao? Con ngựa cái thì cũng dễ thôi. Thí dụ như cái chữ này, chữ sus này, con ngựa cái là sus, rồi thêm cái dấu và thác với chữ hề ha. Giờ tôi viết ra ngoài đây cho nó dễ dễ thấy nha, người bự bự lên chút. Dụ như chữ sus này ha. Đó, Susa. Susa là con ngựa cái. Ok. Nhưng mà có những cái từ, danh từ là cái nhưng mà không có được, giống như chữ luật pháp nè. Luật pháp thì nó là giống, nó là tổ tiên của người Do Thái thì nó là cái. Cho nên bất cứ một cái vật gì của tiếng Do Thái đều một là đực hay là cái, có khi đực có khi cái. Đó, như cái luật pháp hay quyển sách hay là cây viết hay là mặt trăng, mặt trời, núi, sông, bất kỳ một cái danh từ nào đó thì cũng xác định là một là đực hay là cái. Cho nên trong trường hợp này chúng ta thấy chữ luật pháp là giống cái. Rồi nếu mà chúng ta muốn chữ luật pháp mà số nhiều đó thì cộng cái vào, khô làm vào với lại chữ thào là ốt. Đó, khi mình thấy mà giống cái mà muốn số nhiều đó thì cộng cái này vô. Đó, giống như trường hợp là Torah thì cái kamate này lấy ra, thế vô đó là dốt, hò vào vào và ốt. Đó, trong trường hợp này chúng ta thấy nè, cái kamate lấy ra ha. Rồi nếu mà nói là đôi đó thì chúng ta cũng lấy cái kamate ra và chúng ta cộng cái này với lại chữ tha, tha dìm. Ok, rồi chúng ta thấy là chữ thorathayim. Chỗ này không phải là vậy, xin lỗi nha, xin lỗi, ngừng đây chút. Ok, hồi nãy tôi sửa lại cái chữ này chút xíu nha, tại vì nãy tôi có cái chữ đánh sai typo, tức là chữ này, số đôi của danh từ mà giống cái thì khi mà cộng vô đó thì đổi cái chữ hê này, kamatshe đó thành kamat thav, kamat thav, rồi ở dưới là ba thác yod hirik and cái mem sofit. Đó, quý vị nhận cái dạng này không? Đó là cái số số đôi. Còn số nhiều thì mình vẫn vẫn để cái holom vav là ốt. Đó, chỉ nhận dạng như vậy là mình biết rồi. Rồi.
Ở đây ôn lại chút xíu đây, thí dụ như giống đực, cái chữ này mình muốn đổi thành số nhiều đó, thì mình thấy cái dạng cộng một cái này ở phía sau ha. Nhưng mà mỗi lần mình cộng như vậy đó thì cái âm của cái chữ đầu tiên, như trường hợp này là Comets, khi có cái hiuric yod với lại mem sulfit đó, thì cái này nó nhấn nhấn mạnh, tại nó thành hồi nãy là nó có hai âm tiết, thì giờ ta ba âm tiết, và tiếng Hebrew đó thì nhấn mạnh cái âm tiết cuối cùng. Vì vậy đó, cái âm tiết đầu tiên thì phải giảm giảm cái thanh xuống, từ cái Kames này nó trở thành là Sava mà có thanh, chứ là đọc rất là nhanh. Thí dụ bình thường mình đọc chữ này là chữ Dava, Dava là chữ hoặc lời ha, và nếu nó thành giống giống được số nhiều đó thì là Davarim, Davarim, tức là mình chữ Da này nó nhanh nhanh hơn thành thành chữ D. Dù như này nó là D và Rim, Davarim. Đây, mình để ý chữ này chút xíu. Đây là một cái luật khi mỗi khi mình đổi. Hồi nãy cái chữ su hồi nãy đó không có đổi, là tại vì cái này nó nên là khi khi nào mà cái nguyên âm của nó là cái chữ, tức là vav, thí dụ như vậy ha, Zurich, hoặc là có những cái yod, hiric yod hay là sere yod hay là kames yod hay là cái sego yod, thì có thể nó không có đổi. Giống trường hợp này thì nó là cái u, chữ u mà chữ u mà có chữ, tức là phụ âm á, trục phụ âm nó biến thành nguyên âm đó, thì không có giảm được, tức là nguyên cái chữ đó rồi. Còn ở bên bên này đó, mình thấy là có cái chữ Kames ở dưới này, mình giảm nó xuống thành cái Sava có thanh. Ok rồi, chúng ta thấy nhưng mà cũng có những trường hợp như bữa hôm mình học đó, mình thấy là có những cái chữ có cái dạng giống đực, như thí dụ như chữ cha, nhưng mà khi mà số nhiều đó thì lại bỏ cái đuôi giống cái vào, avot, những người cha. Thí dụ như bình thường đó mình bỏ cái chữ im vô, tức là hiric yod im, nếu bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp này là một cái danh từ bất quy tắc, tức là chỉ cái chữ cha này nè lại số nhiều, lại bỏ đuôi đuôi ốt vô, mà mình chỉ nhớ vậy thôi. Ít có khi nào nó xảy ra trường hợp này, nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp nó xảy ra, mình để ý cái đó rồi. Và nhiều từ giống cái số ít nhưng không theo dạng, giống cái số ít thì nó có cái dạng này, nhưng mà có những có vài chữ thì nó không dạng đó. Thí dụ chữ này nè, chữ này có nghĩa là trái đất, Arets. Arets là số ít giống cái. Ok đó, nó không có theo cái dạng này, hoặc là dạng này, hoặc là dạng đó là tau là batak đó, thí dụ vậy nha. Mình để ý đó, có khi tau mà sere không phải, nó là sego, sego rồi tau nha. Đó cái này ok. Đây là một số cái những cái chữ danh từ.
Ví dụ như chữ con ngựa nữa ha, mình muốn muốn số nhiều đó thì bỏ vô cái này. Cái này nhưng mà không có đổi. Còn cái này cũng không đổi nè, cái chữ này tại vì nó có chỉ một âm mà. Chừng nào mà hai hai âm tiết đó, khi mà bỏ cái này vô nó trở thành ba âm tiết đó, thì cái âm cái chữ nguyên âm đầu tiên đó, cái âm tiết đầu đó nó giảm giảm xuống thành cái sva. Trong trường hợp cái chữ này cũng vậy, chữ này cũng có ba âm tiết nè, cho nên cái đầu chữ đầu nó giảm. Chúng ta thấy là từ khamet là sava, rồi sere cũng là trở thành sava. Chúng ta thấy mê lạc cũng vậy nè, mê lạc là vua, và số khi mà vua số nhiều đó thì chúng ta thấy là có ba âm tiết và cái này nó trở thành sava. Mình để ý cái đó nha, tại vì để mình biết là đây là cái dạng số nhiều. Để sửa lại chữ chữ ish, ish là khi mà nhiều người đàn ông đó, thì trong cái trường hợp chữ ish này là ta, khi mà cái số nhiều đó thì nó có cái chữ nun ở trong này. Tại vì cái chữ ish này đó thật sự nó có nun ở trong đó nhưng mà nó ẩn. Cho nên khi mà số nhiều đó, thì nó lòi ra anashim, nó thành ba ba cái âm tiết. Còn cái này mình chỉ một cái âm tiết thôi, nhưng mà khi cộng vô số nhiều đó thì nó thành ra ba âm tiết. Vài chữ như vậy thôi, mình chỉ nhớ giống như mình nhớ trong lòng, trong trí nhớ mình có vài chữ đó, trong cái tình trạng giống như là nó gọi là irregular, là bất quy tắc đó, danh từ bất quy tắc đó. Rồi cái này cũng vậy, cái này cũng vậy. Chữ em thì nó thật sự cái này đó là nó có ba ba âm tiết, nhưng mà tại vì viết tắt cho nên chúng ta thấy là em em mì diêm. Tức là cái này ha, nếu mà mình viết ra ra đó thì nó là vậy. Amim, thì cái này nó có thể là nó là cái sava amim. Rồi chữ khúc khúc là tượng, statue, và khi nó số nhiều đó thì cái hô lâm này đó, nó hô lâm là âm dài ha, nó trở thành âm ngắn. Âm ngắn thì nó là cái kibitz, nên là khu khu kim khu kim khu kim đó. Rồi chúng ta thấy chữ ben, ben này là con trai và nhiều con trai đó, là banim. Và từ cái sere này nó thành comets. Rồi chữ anan, anan là mây, rồi nhiều mây đó là ananim, ok. Đó là một vài cái thí dụ của danh từ giống đực mà đổi thành số nhiều, danh từ giống cái đổi thành số nhiều. Thì một số các thí dụ đây mình thấy ốt nữa ha, ốt từ cái dạng này, số ít giống cái số ít, muốn số nhiều đó thì mình bỏ hai cái này ra mà cộng cái ốt vô đó, người thấy không. Có vài trường hợp như hồi nãy tôi nói đó, đây là những cái danh từ giống cái số ít nhưng mà nó không có cái dạng nằm giống như kamase hay là batat hoặc là sego thảo. Nhưng mà mình vẫn bỏ cái ốt vô là số nhiều giống cái, số nhiều giống cái ốt.
Oat. Ok. Còn đây là những cái thí dụ về những cái cặp đôi. Khi cặp đôi đó thì mình bỏ cái chữ bathak ở dưới này và chữ yod hyoric sulfit mem sulfit, cứ thêm như đây nè ha, bathak yod với lại hyoric. Đó. Cho nên đọc là gia gia đa diêm, gia đa diêm là đôi tai. Đó. Rồi đôi 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 lỗ tai đó, ozen là lỗ tai, và nếu mà đọc lỗ đôi tai là o oz na diêm, ok. Cái chữ này là cái âm O, âm O, onasim, onasim. Ok. Mắt là ayin. Và đôi mắt là ayna diệm. Ragao là chân. Rồi rạc la diệm, rạc la diệm. Rồi kanaf. Khana phai diệm, cái này là khana phai diệm. Rồi môi là sa pha, thì cái chữ đọc đôi môi đó là sa pha thai diệm. Nó có bốn bốn cái bốn cái âm tiết sa phải thai diệm, và ấn cái chữ gần cuối khana pha diệm, cái chữ âm tiết gần cuối đó, chấn chấn cái âm tiết đó. Trong trường hợp mà cái chữ này nó phía sau nó là có cái dạng Kamehameha đó, thì đổi thành cái thao sa sa pha thai. Ok, đây là một số danh từ bất quy tắc. Khi mà vô số nhiều đó thì chúng ta thấy nó có thêm cái chữ đây, ví dụ như chữ chữ nun. Rồi ở đây chúng ta thấy isha đó, số nhiều đó thì nó có chữ nun cuối đầu. Có một số cái gì thì cái này thì bỏ vô thì cái thành là giống cái, nhưng mà lại khi mà số nhiều đó lại là có cái dạng của im là giống đực, còn cha là giống đực. Mà khi bỏ số nhiều vô đó thì nó lại là cái đuôi giống cái, nhưng mà nó vẫn là số nhiều của giống đực. Ok. Nhà cũng vậy, cái nhà là giống cái nhưng mà lại cái đuôi của giống đực là bạch thai diệm. Con này là bet bat bat là con gái, và khi số nhiều đó thì nó lòi ra cái nun bà nốt ben, thì cứ thêm vô là bà nim, số nhiều. Rồi yom, số nhiều nó là già mìm. Chữ chữ ô này, trường hợp này thì ô này lại đổi, có những cái trường hợp giống như suric không đổi được, giống như chữ sus, nhưng mà có những trường hợp lại đổi được, cho nên nó gọi là bất quy tắc, bình thường thì không đổi được. Ok.
Rồi, đó là cái chương về danh từ. Xin chào quý vị, hẹn quý vị cái chương kế tiếp.